giá trị nằm ở cái cây. Từ từ đứng lại cho nó lên cái là lên dốc rồi, lên dốc bây giờ mấy chú mình coi đây cửa đây nha, giữ đế nha, giữ đế nha, rồi bước lên chút xíu nữa đây này, rồi trước đây luôn, nhất gì ba đây lên từ từ đây, từ từ người giữa đây, rồi sau lái mình lên đây từ từ luôn, rồi đẩy lên đi, rồi sau lái này cặp đế sau lái đẩy lên nè, núi lên đẩy lên hết, rồi sau lái nè tập tới để làm gì miếng. Trời ơi. Dằn toàn gì sao biết. Trời ơi. Lên không có tù sức kìa. Ê. Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em. Ngay lúc này thì có một đám tang rất là lớn linh đình luôn cả nhà ơi. Với cái nghi thức đón tang giống như là đón tang nghệ sĩ Tú Linh vậy đó. Hiện tại bây giờ thì rất là nhiều các anh em ban nhạc lễ của Hoa Viên cũng như là chống ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cũng như là xe tang đưa đám thì cũng chưa lên tới, nhưng mà có khán giả cũng như là bà con thân thuộc cũng đã di chuyển lên đây rồi. Hiện tại thì xe cũng khoảng chừng 5 phút nữa tới cả nhà, nghe bà con nói vậy đó. Đây là cái nghi thức của đón tang của Hoa Viên, những đám lớn ha. À, chút xíu nữa khi đấm lên sẽ quay tiếp cho người xem ha. Đó, trống là trống rất là lớn luôn à. Tay này mà lớn như vậy trời, quá trời xe luôn, kẹt xe luôn à cô chú, kẹt chiếc bây giờ tiếp tục di chuyển cả nhà ơi, kẹt xe trên cái cầu luôn. Wow, hiện tại thì đám tang này nghe nói là của đại gia ở dưới dòng tố, ở dưới hình như là ở dưới khu vực này, ở dưới nhà bè, nhà bè qua quận 7 nè, đám tang này nè, dòng ông Tố đó, ẩm gì lớn quá trời lớn luôn cả nhà. Mấy chục chiếc xe đưa 7 chỗ, 4 chỗ, 6 chỗ, cái hòm cũng rất là khủng cả nhà. Không
À hôm ra. Hôm có nha cả nhà. Ồ, quá trời luôn, cái đám tang gì mà linh đình nữa trời. À đúng chắc đúng đại gia luôn. Từ Sài Gòn lên đây mà linh đình kiểu này nữa thôi khỏi nói rồi. Ở dưới còn cỡ nào trời? Cỡ nào nữa trời? Tán ở dưới cái lượng mà khán bạn bè thân hữu đến cỡ nào? Dòng ông Tố, chạy hầm dòng ông Tố. Đây còn ở dưới kia hai bà con nữa. Xe số 7 luôn trời ơi trời. Hỏi mình đi. Đây nè, số 5 nè, số 4, đây số 7, số 8 luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám chiếc rồi xe bên dịch vụ luôn. Bên này là thuê nguyên cái dàn xe bên. Xe quá trời. Cái này mà lượng khách ở đây mấy ngày ở trên tỉnh cỡ nào trời? Quá vậy. Xe đưa về nơi nghỉ không mà cỡ này không chứ chúng ta trở thành như thế nào luôn. Xe đưa đi thôi mà thấy quay nãy giờ thấy gần 5 phút rồi. Trời. Mất phút dưới kìa. Năm nè. Có con là 5 chỗ. Mà xe này cũng có ngựa trơn á bộ. Trời ơi trời. Ờ, ông này làm lớn dữ rồi ta. Đây còn 5 chiếc trận nữa. Đó là dàn xe 7 chỗ, 4 chỗ. Đó, còn một con. Vậy là 9 chiếc xe lớn. 9 chiếc xe lớn của bên về dịch vụ. Trời ơi. Trời ơi. Nãy là nói nhiều, 9 chiếc xe hả? 9 chiếc. 9 chiếc xe. Trời ơi, du lịch thì quá trời luôn nào. Du lịch thì cỡ mười mấy 20 chiếc á. Mười mấy chiếc á. Chìm quá trời vậy ta. Tới phần kinh doanh dịch vụ. Chưa tới đâu, còn kẹt xe lúc ở dưới luôn rồi. Nguyên một đoạn dài mấy trăm mét. Trời ơi, cái đám ma kìa. Trời ơi. Đám ma gì mà lớn dữ vậy ta. Lâu lắm rồi mới thấy cái đám ma lớn nè. Đúng rồi. Hôm nay qua mới thấy luôn á. Cho cả nhà đếm xe, coi bao nhiêu chiếc xe nha. Trời ơi. Có xe đó. Đó, cho khu gia tộc à. Khu gà á. Ờ, đám này bên khu gia tộc à. Đây cả nhà. Hàng cây này là quá đẹp luôn. À, đi ngang cả tàu Dương Hồng luôn. Luôn mà làm cho chạy nó say thôi. Về đây nè. Đây hả? Ờ. Thu gờ mà. Biết liền cái gì. Ở đây nè.
3D đẳng. Chắc cái gặp 3D đó quá. Rồi chắc cái gặp đó rồi. Gặp lớn rồi. Hiện tại thì mấy anh em đang tiếp cận cái gặp. Rồi đúng rồi, quá trời kìa, đậu tì kìa, xe qua kìa. Đúng rồi, thấy hai cái gặp á, gặp đó. Rồi đúng rồi. Bèo đây kè đậu tì đắng kìa. Đó. Trời ơi, có vàng qua. Kinh khủng. Ông nội ơi. Đây khu lăng mộ gia tộc. Trời ơi, hết hồn có vàng hoa. Đây một đại gia, hai nữa là làm quen. Trời ơi, nằm khu gia tộc luôn. Hết khu này cái khu mới. Khu G. Thank you.
giá trị nào mà cái cây. Đúng rồi, giá trị nào mà hết hồn, cây lên nước. Từ từ đứng lại cho con nói lên đó là lên dốc hồn. Thôi lên dốc bây giờ mấy chú mình coi đây cửa đây nha. Giữ đế nha. Giữ đế nha. Rồi bước lên chút xíu nữa. Đây đây. Rồi trước đây luôn nhất gì ba đây. Chụp lên từ đây từ từ nội giữa đây. Rồi sau lái mình lên đây từ từ luôn. Rồi đẩy lên đi. Rồi sau lái này cặp đế sau lái đẩy lên nè. Núi. Lên. Đẩy lên. Hết. Rồi sau lái nè. Cặp đế đẩy lên. Trời ơi. Dằn đồng gì sao biết. Lên không có tù sức kìa. Ê, hay quá. Giữ tuần tay ở trước, giữ tay nha. Rồi sau lấy lên, từ từ bước lên đi chú ơi. Giữ ba đồng cho xứng nha. Rồi từ từ rồi bước tay như xíu. Giữ đế nha, giữ ba đồng cho ngay ngay mặt nè. Từ từ bước lên chút xíu nữa. Thôi, kiềm đế giữ nè, còn ngay ngắn rồi dùm con nha. Trước sau mà nha nè, rồi dính nhẹ đi. Dằn xuống đi. Rồi có đoàn trinh sát miền Nam tặng hoa có không? Chín đó. Hàng này có được lũ 2 tỷ rồi. Quá, trời cái đám tang lớn. Chỗ này